Dạ rồi, em thưa rồi, Sài Gòn kính chào anh em. Trên màn em là ba cặp lo của hãng Onkyo D303. D303, một cái dòng đời cao hơn cả Liverpool. Nhưng mà nó bát sở hữu một bát 16 thôi anh em ha. Nên ở đây thì người ta có thể thể hiện thông số là bát 16cm ha. Và một chiếc còi rất là chất. Thì bữa về ba cặp thì mình tất cả em đều làm viền là hết rồi anh em ha. Tất cả đều làm viền là tại cơ sở Việt Hùng. Rất là đẹp. Đấy. Khi mà mở ra thì nó sẽ có cái ron như thế này. Mở ra thì có cái ron này, chúng ta để chúng ta gắn che phần con ốc là phần phía trước ha. Tất cả ron này mình để trong phía bên đó. Thì nay sử dụng một cái chép, một cái bát 16 ha. Tự cũ từ đôi. Tất cả cũ đều hoàn khè hoàn thành hết ha. Nhận bể về là đẹp keng như thế này. Và tất cả là thùng quách là đẹp long lanh ha. Không bể nở tí tẹo nào cả. Lưới ecan xuyên đầy đủ. Đây, tem mã logo đầy đủ ha. Không lủng một lỗ nào cả. Đây là do dơ thôi anh em. Những cái ecan nhựa này là rất là dễ giặt. Em chưa có giặt kịp ha. Đây. Đây, cái dấu này là dơ thôi. Thì nó sử một cái bánh 16 rất là lực ha. Và nó là kháng trở là 6 ohm. 6 ohm trên một thùng và công suất là 200W trên một thùng, rất là lớn ha. Một cặp là 400W. Chúng ta có thể chơi những dòng Porsche mà công suất lớn này, chúng ta chơi rất là quy lực ha. Và nó đòi hỏi cam ly chúng ta hãy công suất cao chút xíu mới chơi nổi nó ha. Đấy. Rất là ngầu đó, chắc thì em đã ráp sẵn một cặp lên để test cho anh em nghe cái râm. Và những cặp đèn sẽ quay nội thất cho anh em ha. Đấy, thì ngoài thông số nó có để nè. Onkyo này D303 hay quay ha. Đây là củ bát đấy nè, anh em thấy không, nó hoàn thề ống ánh luôn, chiếc lo là cực kỳ đẹp luôn, quyền em đã thay ha. Đó, thì thông cái thông lo thì cũng rất đơn giản ha, có bộ phân tầng em dán cái mức lên đây, bộ phân tầng đơn giản vậy thôi. Đó, thùng quách là bên phía bên là được bọc chữ âm với dưới bọc có một cái miếng sắt ha. Đó, ở phía trên vậy. Đây, củ còi nè. Tất cả đều có mã cũ của Onkyo ha. Mới tinh từng con ốc này em thấy không? Đấy, ở đây cũng vậy nè. Đó, bên kia cũng vậy thôi, nhưng mà không có tháo hết. Mỗi lần tháo ra rất là khó nè. Nè, nó có cái ron giữa đây ha. Đây nè, ron này nè, chúng ta khửi lên. Đây, hai cái ron nhỏ đó, em cởi lên để mở ra cho anh em xem tường thận ha. À, rất là đẹp luôn. Chuyện đó, phía ngoài có lớp keo của người ta gắn vào thì nó sẽ dính lại ha. Củ là vàng khè nè. Còi cũng là từ đôi luôn. Và họng là họng nhôm anh em ha. Họng nhôm rất là chất, cái củ rất là nặng. Nó cái họng còi này không anh em mà... Nếu mà anh em bỏ đồng tiền đi mua ít nhất phải tầm 3,5 triệu. 3,5 triệu mới mua được cái cặp còi như thế này. Rất là chất, rất là đẹp. Anh em phụ lời cao kê cũng rất là tuyệt vời luôn, lên đến 200W trên một cái mà 400W trên một cặp, như là chơi thoải mái, đánh rất quy lực ha. Những âm ly công suất càng lớn đánh nó càng hay và càng quy lực. Đấy, thì giá thì chỉ có 4,8 triệu một cặp thôi anh em ha, 4,8 triệu một cặp, 4,8 triệu một cặp, cả bao ship rồi, giá rất hợp lý anh em chơi. Những cặp này rất là hay, rất là hay, hay vượt xa cái tầm giá anh em ha, hay vượt xa tầm giá, đánh rất là mạnh rồi, rất là quy lực, bởi vì thùng rất là dày. Đấy. Thấy củ còi không? Rất là đẹp. Thùng quách là đẹp hoàn hảo anh em ha, không bể nở tí tẹo nào cả. Và đối với những cặp này chúng ta ví dụ như anh ta chơi đang cao kê hoặc là nghe nhạc những cặp loa lớn, chúng ta muốn có một cái cặp loa sáng tiếng phụ lời thì những cái cặp này là hoàn toàn là lý tưởng cho anh em chơi. Tiếng rất là sáng ha. Đây em đang đánh với cái con ma răng này thôi, tại nó đang nằm bên đây em ghép chung cái ma răng này. Còn ma răng này lúc mai này đánh vivo rồi, nhưng mà em ghép với cái con ma răng nhỏ thôi, 17 SA, để cho anh em thấy nó công suất nhỏ thôi, nó để đánh những cái lớn được, chứ những đánh những cặp lo công suất lớn này thì không nổi ha, nhưng mà vẫn đánh khá là tương đối anh em ha.
bắt đầu vô đó lời các bạn. Em quay xa mất ơi với mẹ cha, trong lúc chờ đợi nhung nhớ một người, giờ trên tay anh tâm thì cười. Ngày xưa em muốn bước lên đôi thay vì em đã nghe câu chuyện vài giờ cho xong lỗi anh sau gì, sao em quên làm gì? Em cứ thêm những lời, em muốn cất xa nơi đây, bỏ lại anh với tiếng yêu thương đang say. Anh đã trải qua hết bao kiếp này, em hãy chẳng bước đi, bắt buộc phải chưa mất người, cũng muốn em mới ở lại. Sẽ không còn những cái gì nhưng buổi chiều tung tăng với mây, và gió về đêm cao em và xin hãy quay về. Anh cũng phải có khát vọng trong cuộc sống này phải không em? Để lại tất cả nỗi buồn ở đằng sau em lại một người. Quên đi những ký ức đẹp, tất cả người anh lấy đi. Nơi đây không rất lùi lực ha. Em ngồi cách xa cái lỗ hơi khoảng tầm 1 mét, tầm 1 mét, nhưng mà lực lỗ hơi đã đánh ra tới ra phía sau em luôn, rất là căng. Rồi em sẽ mở một đoạn acoustic cho em nghe ha. Con này lời cũng rất là hay. Đã qua rồi những ngày mưa chợt nắng, những con đường Sài Gòn im bước chân, dấu trong buồn một mình ngày cô đơn nhớ người, và cơn gió thoáng đi em thầm gọi nhớ tiếng cười và nụ hôn dịu em. Dù mắt môi này nguyện thề ta sẽ mãi có nhau cùng vượt qua những bao. Đây này có thể nghe lời rất là sáng ha, và tiếng mít rất là dày. Những cái cặp này chúng ta rất là đáng chơi, trong cái tầm giá chỉ có 4.8 triệu thôi, sử dụng một cặp lo Onkyo D33 rất là chất ha. Nè, em sẽ quay khoảng phía sau bằng tần số cho anh em xem thì rõ ha. Thùng nữa ha. Thường nó là màu như thế này nè. Đấy, cái này là tai dây quẹt ha. Đây, tâm số nè, D303 200W, min là 75W, kháng trở từ 6 đến 5 ohm, độ nhạy 90 dB ha. Và dễ tần từ 35.000 đến 32.000 kHz, rất là lớn. Hàng với Insha Bang là nặng 9,8 kg một thùng, là 10 kg anh em ha. Và cái này nó kích thước là nó là ngang 23, ngang 23, sâu vào là 25 và cao vào là 42 ha, để tiện anh em cần đối với chỗ để cho mình. Đấy, thằng này thấy màu rất là đẹp không? Tại em tay em bị bụng thấp, em rờ vô nó không có dấu tay. Đấy, tất cả đều rất là đẹp và zin nguyên bản tuyệt đối anh em ha, chỉ có cái thay viền thôi. Rồi, bây giờ là 4.8 bao ship toàn quốc. Rồi anh em nào yêu thì liên hệ với em ha. Em xin cảm ơn anh em. Rồi em xin được kết thúc clip ạ. À.